Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự cứu trợ nạn nhân bão lục do Destiny Nguyễn thực hiện. Destiny xin kính chào quý vị. Hiện giờ Destiny đang có mặt trong khuôn viên của giáo sứ thánh Ferro Paulo của thành phố Panama City, tiểu bang Florida. Như quý vị đã thấy phía sau lưng Destiny đó là phần nóc của nhà thờ đã bị tóc văng tất cả và sức tàn phá do cơn bão Michael đi qua vùng này rất lớn. Destiny kính mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được tại đây. Xin cha cho biết là cái cơn bão Michael đi ra qua đây thì đồng bào người Việt của chúng ta ở đây bị thiệt hại như thế nào và chúng ta có bao nhiêu gia đình tại vùng này thưa cha? Tất cả người Việt ở đây thì có khoảng 4.500 gia đình trong vùng Panama City và những vùng lân cận mà bị cơn bão vừa qua thổi đến thì. 95% những người Việt ở đây à, là tất cả mọi người ở đây đều bị thiệt hại cả nhiều người ít à, Vì thế cho nên là à, cái sự thiệt hại thì không thể nào đo lường được bởi vì cơn bão này là cơn bão thần tốc à, trong vòng một 100 năm trở lại đây trong nước Mỹ. À, điều trước hết tôi xin được cảm ơn tất cả tất cả quý bà anh chị em những vị anh nhân của à, đồng bào Việt Nam của chúng ta trong những cơn hoang nạn bởi vì thế cho nên tất cả sự đóng góp của quý ông bà, anh chị em trước à, trước đây và hiện tại là một cái đóng góp là, là quý giá trong tinh thần lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi. Thì xin quý bà anh chị em nhớ đến tất cả những đồng hương của chúng ta đang gặp cơn khôn khó sau cơn bão Michael ở đây. Và tất cả sự đóng góp đều được ghi nhận một cách rất là chân tình và trong tâm tình cảm ơn của tất cả mọi người ở đây. Yeah. Xin cha cho biết nếu như đồng hương của chúng ta muốn giúp đỡ cộng đồng người Việt tại đây thì có thể liên lạc ai hay là có số điện thoại nào để cộng đồng liên lạc không thưa cha? Okay. À, nếu quý vị và anh bạn chị em nào muốn à, liên lạc trực tiếp với tôi ở đây thì à, tôi là Linh mục An Tôn Nguyễn Tin, tranh à, sư của giáo sư Thánh Philo và Paulo ở vùng Panama City này và phó sư của giáo sư Thánh Dominic à, cùng ở thành phố Panama City này. Số phone của tôi là 985 518 2641, 985 518 2641 hoặc là có thể liên lạc với các đại diện các cộng đồng. Thì đây là điểm dừng chân đầu tiên mà chúng tôi vừa đến thành phố Panama City chúng tôi đã thấy được cái uh, sức tàn phá của cái cơn bão đó. michael vừa qua đã thổi sập cái building mà bằng uh, bê tông cũng như uh, metal như vậy đó mà bằng hai gây rất là cứng mà đã bay sập hết vậy thì phải nói là uh, cái bão vừa qua cái thiệt hại mà đầu tiên mà, mà chúng tôi cảm thấy là vô cùng thiệt hại nặng và hy vọng rằng tất cả các cộng đồng thành viên ở các nơi uh, mà À, nhũ lòng thương đối với đồng hương của mình tại ở những nơi bị bão như thế này để mà gây quỷ và lá à, lành lùm lá rách trong cái tình trạng như vậy thì một, um, miếng khi đói cũng bằng một gói khi no. Được biết đây là ngày thứ hai, phái đoàn gồm nhiều đại diện cộng đồng thì khắp các tiểu bang Hoa Kỳ về đây đồng hành cùng tiểu bang Florida đến với thành phố Panama, nơi mà vào ngày 10 tháng 10 năm 2018, cơn bão Michael quét qua với sức gió 250 dặm một giờ đã để lại những hoang tàn, đổ nát cho một thành phố xinh đẹp được mệnh danh là thành phố nổi tiếng về du lịch của vùng Duyên Hải, tiểu bang Florida, Hoa Kỳ. Vì anh em chúng tôi năm trước cũng đã bị và biết cái cảm nghĩ của những người nạn nhân ở Houston. Bởi vậy chúng tôi xin được nghỉ việc và đã trong 3 ngày qua đã tới uh, từ Houston lái tới North Carolina là thành phố New Bern và thành phố Wilmington để thăm các nạn nhân hôm nay đó ngày chủ nhật đó, chúng tôi lái ngày đêm tới đây đó, để được gặp những người mà tại chủ nhật thì gặp nạn nhân nhiều hơn thì chúng tôi chạy qua thì thấy chỗ này rất là thê thảm tuy rằng không bị lụt nhưng mà toàn mà mái nhà rồi cây cối đều sập hết tại vì bị gió Vậy chúng tôi rất thấy là thương à, trong tin tức trong tin tức mỹ đó thì không có chiếu những cả cảnh như vậy bởi vậy chúng tôi mong rằng cái chuyến đi của chúng tôi đó à, sẽ thu được những cái tấm hình này và chúng tôi sẽ phổ biến tới các cộng đồng à, người Việt ở khắp nơi để mong rằng những cái tin tức này á, thông tin tới quý vị cơn bão nó qua thì nó đã tàn phá rất là nhiều à, mình cũng cảm thấy rất là à, thấy thương xót là mình cảm thấy sao mà có nghĩa là người đồng hương của mình bên đây bị như vậy, nhất là Panama City thì không có một cái cộng đồng nào để mà không có một cái Vietnamese community nào để mà take care của đồng hương. Thành ra là chúng tôi ngày hôm nay tất cả phải có trách nhiệm để mà đồng bọc lẫn nhau. Chúng ta là người Việt Nam là người đồng hương thì cho dù bất cứ ở nơi nào thì khi mà người đồng hương của mình bị hoàn nạn thì chúng ta cũng phải có tinh thần giúp đỡ với nhau. Em lúc rồi em ở nhà đứng ngoài này là mấy cây nữa nó, nó bay ngã trước xong rồi nó mới dở cái nhà đi mà. Gỗ kiến kia lấy cái, cái, cái ghế cho ba tấn vô nó không bể kiến đó, không bể kiến luôn. Lúc mà nó chốc cái, cái tấm giăng ép kia rồi bắt đầu nước nó vô nhà nó sụp rồi xiết chốc nó xuống. Vâng, ở trong nhà luôn mà đâu có đi đâu. Lúc đi xe chất của em đậu đây nè nó dở lên nợ xuống dở lên nợ xuống nó sẽ chắc chắn đó dạ yeah, đậu đây tính nó cúp điện á mình nổ máy máy lên để mình sạc điện điện thoại đó dữ dằn lắm vợ chồng em gia đình em chỉ biết cảm ơn tất cả các anh các chị giống như đã có lòng có tấm lòng mà đến mà giúp những người đồng hương như vậy em chỉ biết em em biết nói cảm ơn nhiều à, chúng tôi có mặt ngày hôm nay ở vùng Panama City à, cái điều chúng tôi lo ngại nhất là đồng bào Địa phương trong tương lai gần và trong tương lai xa có đủ cái khả năng kinh tế để tiếp tục xây dựng lại cơ sở đời sống và tạo dựng lại cái mái gia đình mà bao nhiêu năm nay đã bị mất đi trong cái cơn nạn thiên tai Michael. À, chúng tôi hy vọng tất cả các đồng bào à, từ các tiểu bang khác và các địa phương khác à, cùng nghĩ về những đồng bào bị nạn và giúp đỡ các anh chị em cộng đồng à, để chúng ta có một cái bàn tay giúp sức cho cộng đồng à, và những cơ sở địa phương. Xin à, cảm ơn. Thì à, qua cái sự mà phố được thấy thì à, cuộc tàn phá này nó quá dữ dội. Thì à, nhân dịp đây à, chúng tôi xin kêu gọi à, quý vị mạnh thường quân các cơ sở thương mại xin vui lòng trọng lượng để đóng góp một chút tình tài tình vật để giúp đỡ quý phật tử hay là quý đồng hương ở thành phố này tại tu viện quan Nam hải thì tất cả những cây trên hai chục mẫu đất công viên này thì không còn một cây nào sống sót hết tất cả cây đều đổ ngã hết và ngay cả cái chỗ mà mình sinh hoạt thường thì tu viện mình cũng mới có 6 năm rưỡi nhưng mà cũng đã tích cực làm xây các nhiều uh, lưu thất cũng như chánh điện tạm để các vị có thể tới mà tu tập hành trì uh, lời Phật dạy cũng như nhà bếp lưu thất đều là đổ vỡ hết uh, hư hại hết. Và sinh uh, địa chỉ ở tu viện Quan Nam Hải là 1309 North Star Avenue Panama City, Florida. 32404. Tại thì tu viện cũng chưa có điện thoại cho nên quý vị nếu muốn liên lạc trực tiếp qua phone thì xin gọi là hai gọi qua hai số 251 508 8898. Kết thúc xin uh, thay mặt uh, tăng thân tu viện Quang Nam Hải cũng như các nạn nhân tại uh, thành phố Panama uh, trận Bảo của Michael vừa qua tháng 10 ngày 10 2018 xin uh, cảm ơn tất cả cộng đồng Việt Nam uh, Florida cũng như Georgia và khắp nơi đã hướng về thành phố này để mà giúp cho tu viện cũng như giúp cho tất cả cộng đồng Việt Nam Phật tử ở đây. Disney chương trình cho SBTN từ Panama City, Florida.